Xin chào mọi người. Hôm nay tôi xin chia sẻ đến mọi người về một số thủ thuật trong học thuật Option của AutoCAD. Khi đang ở màn hình khởi động như thế này, chúng ta không có lựa chọn Option mà chúng ta phải vào mở một môi trường làm việc. Tôi mở môi trường làm việc từ file AutoCAD ISO, mặc định AutoCAD đã thiết lập để chúng ta có thể sử dụng vẽ bản vẽ một cách bình thường. AutoCAD đã sắp xếp các công cụ vẽ, công cụ hỗ trợ rất khoa học và dễ sử dụng. Tất cả các công cụ đều được bố cục theo nguyên tắc từ trái qua phải, từ trên xuống dưới, giống như cách chúng ta đọc cuốn sách. Do vậy, để tìm những cái công cụ, tìm những biểu tượng để thực hiện bản vẽ, chúng ta cứ theo trình tự từ trên xuống dưới, từ trái qua phải. Những biểu tượng quan trọng, những công cụ cần thiết thường được sắp xếp ở phía trước. Trên màn hình AutoCAD cũng vậy. Trên cùng bên trái là biểu tượng mở bản vẽ mới, sau đó mới đến cái bản vẽ có sẵn, rồi tiếp tục mới đến các chức năng sau. Tương tự các công cụ cũng vậy. Bình thường chúng ta có thể sử dụng giao diện này để làm việc. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc cũng có một số lựa chọn cải thiện các thao tác vẽ các bản vẽ tốt hơn, nhanh hơn, chúng ta nên sử dụng. Việc lựa chọn option cũng theo phong cách của từng người, không phải lựa chọn khác đi là hoàn toàn tốt, nhưng trong một phạm vi nào đó do thói quen thì đó cũng là những cái lựa chọn tốt. Ở đây tôi xin giới thiệu những option tạo điều kiện cho chúng ta vẽ các bản vẽ tốt nhất. Còn những cái lựa chọn khác thì chúng ta có thể tự tham khảo nghiên cứu. Những lựa chọn trong thủ thuật của tôi ở đây chỉ là những cái tác động trực tiếp đến cái thực thi bản vẽ. Ta vào hộp thoại option trên cái menu của công cụ. Trong hộp thoại option mở ra, ta thấy là có rất nhiều trang, có khoảng 10 trang ở trên cái hộp thoại này. Thì cái trang cuối cùng profile, chúng ta đã thực hiện cái chức năng reset cuối cùng ở đây rồi. Trong hộp thoại này chúng ta chỉ nên quan tâm đến một số các trang sau: trang display, trang open and save, trang user preference, trang drafting và trang selection. Còn những trang khác thì bỏ qua. Ở trang display có mấy mục chúng ta cần quan tâm như sau. Mục thứ nhất là cái mục window element. Đây là cái mục mà điều khiển cái màu của cái giải công cụ phía trên. Tôi bấm vào đây thì nó có hai mục, mục dark và mục light. Tôi nhấp vào light, apply đó, thì toàn bộ cái giải công cụ phía trên này nó chuyển vào đổi thành màu sáng. Tiếp tục ta quay lại hộp thoại option. Nếu muốn chuyển tối, ta bấm vào, ta lại quay lại tối và apply. Ok, mục thứ hai ở đây á là cái mục color. Mục này thì nó liên quan đến cái màn hình. Ở đây á, cái nền màn hình làm việc là nó có cái màu không phải là đen mà màu có cái chỉ số là 33, 40, 48. Nếu ta muốn thay đổi, ta bấm vào đây, ta thay đổi thành màu đen. Bấm vào black, apply. Lúc này cái nền này này nó là màu đen. Nếu muốn quay lại thì chúng ta lại quay lại bảng hộp thoại. Tuy nhiên cái màu này thì nó có chỉ số nên chúng ta có thể là không nhớ được, nên chúng ta lỡ chúng ta không nhớ quay lại như cũ thì cái giải pháp cuối cùng là ta reset lại để cho nó quay lại cái màu ban đầu. Trang thứ hai là trang open and save. Thì trang này chúng ta quan tâm đến hai mục CS. Mục này thì người ta mặc định cho chúng ta là lưu AutoCAD theo phiên bản
2018. Và ở trong này thì có rất nhiều các phiên bản, chúng ta có thể là lưu theo các cái phiên bản đó, kể cả những phiên bản đầu tiên của AutoCAD dùng cho Windows thì người ta cũng đưa vào đây để chúng ta lưu để chúng ta có thể là gì mở ở các cái phiên bản đó. Thế còn nếu ta lưu ở cái mặc định của nó là 2018 á, thì cái bản lưu AutoCAD của chúng ta chỉ mở được ở phiên bản từ 2018 trở về sau này, không thể mở được ở những phiên bản trước 2018. Thế thì nếu chúng ta có nhu cầu thì chúng ta sẽ chọn ở trong này. Thì cái việc lưu trữ này ở trên từng trang lưu trữ của bản vẽ cũng có. Ở đây ta chọn cái này là chọn chung cho tất cả các cái bản vẽ của chúng ta. Mục thứ hai ở đây á, là lưu tự động, cứ 10 phút lưu một lần. Thì chúng ta nên chọn cái này. Cái mục tiếp nữa ở đây á, là tạo một bản backup. Thì cái này, những cái này chúng ta chọn sẵn rồi, ta không nên bỏ đi, tại vì những cái này rất quan trọng, tránh trường hợp là chúng ta bị cắt điện giữa chừng hoặc là lý do nào đó mất cái file chính, thì ta dùng file backup để chúng ta phục hồi lại. Hai cái nhóm này cũng thể thay đổi. Ở đây là 9, ở đây là 9 cái file mà chúng ta đã sử dụng gần nhất, thì nó nằm ở trên cái thư mục mở file này. Ở đây ta có 9 thì chúng ta có thể này, ta có 9 nhá, tức là có thể ta chọn trong này ta tìm. Đây nó có 9 mục, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nếu ta mở thêm nữa là sẽ có thêm tổng cộng là 9 mục ở đây. Ta muốn nhiều hơn thì ta thêm vào, muốn ít hơn thì ta bỏ đi. Tức là số dòng, số file đã sử dụng gần nhất nó nằm bên đó, là ta tiện theo dõi, là không phải tìm ở trong cái hộp thoại mở file nữa. Trang thứ 3 đây là trang user, trang cái lựa chọn người dùng này. Thì cái trang này là cái trang hay nhất này, mà cần thiết nhất. Trong trang này thì nó có cái mục, hai cái mục này này, và hai cái mục nhấn nút chuột để sửa, chỉnh sửa. Thì ta muốn chỉnh sửa cái gì thì nhấn nút chuột vào một cái là ta chỉnh sửa luôn. Cái mục thứ hai là shortcut menu trong cái vùng bản vẽ, tức là mặc định khi ta bấm phải chuột thì nó thực hiện cái shortcut menu để cho chúng ta sử dụng. Trong cái right click này thì nó lại có các cái lựa chọn nhỏ ở đây. Thì các lựa chọn này mặc định của nó là khi ta bấm phải vào màn hình thì nó sẽ có cái hộp thoại này. Còn khi chúng ta thay đổi thì nó sẽ mang lại một số cái tác động tốt. Ở đây tôi chọn là thay vì shortcut menu thì tôi chọn là repeat last command, tức là nó gì, lặp lại cái lệnh cuối cùng. Và tôi chọn tiếp ở đây là repeat last command nữa này, tôi chọn tiếp đây là enter. Như vậy tôi thay đổi 3 lựa chọn ở đây. Thì khi thay đổi 3 lựa chọn này nó có cái điều gì xảy ra? Tôi quay lại đây, tôi thở này, tôi chọn like, tôi vẽ một lệnh like, enter, tôi vẽ này, và tôi kết thúc. Thay vì tôi phải bấm phím enter, tôi bấm phải chuột là nó kết thúc rồi. Tôi lại vẽ tiếp một đoạn like nữa, thay vì tôi phải gõ lệnh thì tôi chỉ việc nhấn phải chuột lặp lại. Tôi bắt điểm, tôi vẽ tiếp một đoạn ở đây, click và tôi click phải chuột nữa, tôi lại vẽ tiếp. Cứ như vậy. Như vậy là khi chúng ta thay đổi công cụ click phải chuột thì nó sẽ cho ta một số cái tiện dụng, là chúng ta giảm bớt được cái phím enter này, rồi là gọi lệnh này. Như vậy lợi ích của thay đổi cái mục này nó là như vậy. Khi muốn phục hồi lại như ban đầu, ta chỉ cần click chọn vào đây, là trong cái mục right click này nó trở về hết tất cả rất là ban đầu. Ở cái trang tiếp theo là cái trang drafting. Trang này thì nó có mấy cái mục này thôi. Cái mục này là cái mục mà lựa chọn thay đổi cái kích cỡ trỏ chuột ấy, khi chúng ta vẽ thôi.
Ở đây ấy, ví dụ tôi cho này lớn lên, cái này cũng lớn lên này, thì điều gì xảy ra? Rồi như tôi vẽ này, đó tôi già vào đây một cái này nó lớn lên, thấy không? Và đây đây thế thôi. Đó, như vậy là khi ta thay đổi cái đó thì cái trỏ chuột khi mà ta lựa chọn là nó sẽ lớn lớn lên. Còn muốn trở lại như cũ ấy, thì cái này nó không quan trọng lắm, không cần phải chính xác là bao nhiêu, tại ta cho xuống khoảng 1/3 về phía dưới này. Này cuối cùng là cái selection, cái này cũng vậy nha, cái này là quick box size, tức là cái lựa chọn khi mà chúng ta đi lựa chọn con trỏ chuột ấy, thì đây chính là cũng là cái kích thước của con trỏ chuột khi chúng ta chọn các object, các cái đối tượng vẽ, ta cho lớn lên, cái này cũng vậy, cho lớn lên, là con trỏ chuột di động nó lớn như thế này, và khi tâm nhấp vào đây một cái thì tất cả những cái dấu mà để hiển thị cho từng cái đối tượng nó lớn lên như thế này. Còn nếu chúng ta trở về như cũ thì nó sẽ nhỏ đi. Ta quay lại và chúng ta thấy nó nhỏ như vậy. Và hay nhất thì vẫn là cái chức năng này nha, hay nhất là chức năng là thay đổi cái lựa chọn này. Còn trong này nó còn có một cái nữa là chức năng lúc đầu mà tôi chưa nói á, là trong cái display nó có cái cross hair size này là đang có giá trị là 5 á. Thì 5 á có nghĩa là gì? Khi chúng ta nhìn trên màn hình con trò chuột nó có cái dấu cộng như thế này, thế còn nó thay đổi đi thì nó sẽ ảnh hưởng gì? Nó thay đổi cái giá trị này, tôi kéo hết đi, hết cỡ lên đây 100 và apply nó một cái phát ra ngoài, thì con trò chuột lúc này nó trở thành cái sợi dây dài khắp màn hình theo chiều ngang cũng như theo chiều dọc. Đấy, thì đây cũng là một cái cách để chúng ta vẽ và chúng ta có thể là cân chỉnh những bản vẽ lớn theo chiều ngang theo chiều dọc cho nó dễ nhìn. Cái cách chỉnh này đối với một số người có thể là rất tiện lợi, nhưng mà có một số người lại thấy vướng, thì cái này tùy chúng ta lựa chọn. Bình thường chúng ta cứ để mặc định ta trở về giá trị là 5. Nếu muốn cho về đúng giá trị ban đầu là 5 thì ta chọn một cái gõ số 5, ta để một cái gõ số 5 và apply. Ok, trở về giá trị bình thường. Ở đây lúc nãy cái màn hình này nó đang màu xám giống như màu đen, ta không nhớ được cái trị số của màu xám ấy, thì ta lại dùng option reset lại. Ok, đó là trở về cái màn hình này. Như vậy trong option có một cái lựa chọn mà theo tôi là nó khả thi và nó tốt nhất á, là cái lựa chọn thay đổi cái click chuột này. Họ thay đổi cái click chuột này, chúng ta có thể chọn trong này hoặc chúng ta có thể là bấm thẳng vào đây cũng được, bỏ cái này đi thì đương nhiên là tất cả ba cái chức năng kia nó được chọn rồi. Đây là một cái lựa chọn rất là hay. Chúng ta làm ok, tôi thực hiện lại, tôi xóa cái này đi, tôi thực hiện lại lệnh like này, gõ lệnh enter, chọn điểm đầu điểm cuối kết thúc, chọn vẽ lại like, chọn điểm đầu điểm cuối kết thúc, chọn vẽ lệnh like, chọn điểm đầu điểm cuối kết thúc. Như vậy khi ta đang thực hiện một lệnh giống nhau, chúng ta chỉ cần click chuột phải liên tục và chúng ta có thể vẽ mà không cần sử dụng đến cái chức năng gõ bàn phím. Trong quá trình sử dụng AutoCAD, tôi khuyên mọi người nên sử dụng hai tay, tay phải ta sử dụng chuột, tay trái ta sử dụng cho bàn phím. Không đang sử dụng chuột lại bỏ tay ra để gõ lên bàn phím, như vậy nó sẽ rất mất thời gian và nó không linh hoạt. Tóm lại, một số trong option chúng ta có thể sử dụng để cải thiện cái khả năng trình bày bản vẽ của chúng ta. Tôi xin dừng video ở đây. Cảm ơn mọi người đã theo dõi. Xin chào, hẹn gặp lại.